Đổi trên đầu cô tiên. Mọi người ơi, tiên chỉnh cái mặt xem đen hơn mặt tiên đó mọi người. Không hề nha mọi người, video này nó làm sao thì nó vậy nha mọi người. Hôm nay Sen không có đánh được. Make up mọi người. Đó, cho nên là cái da nó thật đó mọi người. Chứ đâu bình thường thì nó sáng hơn chút. Không sao hết, nhưng mà rất là lâu rồi là Tiên mới quay trở lại làm một video với Sen. Và hôm nay sẽ làm một cái video monthly favorites, là những sản phẩm tụi mình thích gì vào tháng trước. Đầu tiên thì Tiên sẽ nhắc đến là sản phẩm này. Đây là Tiên rất là hay sử dụng gần đây, là một cái nước hoa mới của Chanel. Đây là dòng Chanel Paris. Mới hả? Yes. Nhưng mà cái mùi này thì nó rất là thanh, nó rất là phù hợp với lại summer. Nhưng mà chỉ có bị một cái là nó sẽ không có giữ mùi lâu, tại vì nó giống như là body mist á. Không có thích mấy cái dạng vậy á bé. Dạ, vậy hả? Cho nên là mọi người cứ xịt khắp nơi á. Xịt khắp nơi thì kiểu mấy cái thanh thanh nhẹ nhẹ để cho mình xịt nhiều, nó cũng không có quá nồng. Ừ đúng rồi, nó sẽ không quá nồng. Nó là một dạng như là Eau de perfume hả? Cái nào không giữ lâu ta? Eau de toilette. Thì đó, thì nó sẽ không giữ lâu một chút. Mấy chai xịt toilette mọi người. Xịt toilette mọi người. What? Ok, đây là sản phẩm đầu tiên của Tiên nha, Chanel. Rồi đây, cái đầu tiên Tiên thích thì cũng là của Chanel luôn. Đây mọi người, cái này là Le Bay Eau de Tint Water Fresh Tint. Cái này là Tiên biết, tại vì mọi người Tiên xin thả mọi người thì Tiên mới mua một cái. Tại vì giờ này ta đâu có make up nhiều nữa đâu, ta chỉ một cái lớp tự nhiên thôi. Thì cái này nó nhìn giống như là màu nâu, màu bronze mọi người. Nhưng mà mình chét lên da thì nó sẽ thấm vô giống như là da thật, nó sẽ hơi có coverage một xíu. Nhưng không có quá nhiều, thì là tại vì giờ này sẽ không thích make up nhiều. Cho nên là nhìn nó rất là tự nhiên. Tiên rất là thích mỹ phẩm mà là kiểu hàng hiệu cho mọi người. Thì Tiên thấy là không thiệt, lâu lâu Tiên sẽ đi mua những cái thứ như Tiên mua dầu thơm, mua mấy cái son hay mấy cái nọ thì lúc tao mua mỹ phẩm á, tao không có mua mấy cái mà là designer brands. Tao chỉ mua những cái là kiểu giống như là high end của make up hay là skin care thôi. Nhưng mà không biết nữa, tại vì thấy muốn thử á, ý là nó ra mấy cái mới thì mình muốn thử xem là cái độ tốt của nó như thế nào, rồi mình về mình thấy những brand này á thì sẽ tùy, có những cái nó rất tốt nhưng không phải cái nào cũng như vậy. Đúng, chính xác nha. Ví dụ như đối với Chanel á thì Tiên thấy là những cái sản phẩm về base của Chanel, đúng rồi, base về mặt thì Tiên thấy ok, nhưng mà về son thì thấy rất là bình thường, đúng không? Chị tao cũng nói là mấy cái body cream, body butter của tao mua nó cũng là rất mịn cho da của mình. Nhưng mà không phải là như những cái mà làm sức lên nó mịn liền, mà đúng là rồi. Nó oversize, nó dưỡng cho da mình, nó mịn hơn nhiều luôn á. Ok, rồi sản phẩm thứ hai mà Tiên muốn nhắc đến là sản phẩm này của Isanvi. Đây là sản phẩm serum mặt ngừa mụn và rất là sạch mụn, kháng khuẩn. Thì đây là một sản phẩm mà dần nay Tiên có sử dụng, tại vì mỗi lúc mà tới tháng á, thì da nó khá là bị nổi mụn. Đôi khi là mỗi tháng là Tiên phải sử dụng những cái sản phẩm mà nó kháng khuẩn và cũng như là trị mụn luôn. Thì đây là nhưng một mình tới tháng đúng rồi, sao biết vậy? Sao không nên mình nhìn thì mình biết rồi. Chứ là giờ mình như là giờ hôm nay thì hay phải sử dụng những cái sản phẩm mà trị mụn. Thì đây là một sản phẩm mà giúp là làm sạch bụi bẩn, là bã nhờn, loại bỏ dầu trên da, cũng như là giúp loại bỏ vi khuẩn gây mụn và ngăn ngừa các loại mụn như là mụn trứng cá, mụn viêm. Thì nó cũng sẽ giúp cho da của mọi người nó giảm đi cái lượng mụn nhất định. Đây bị cái này đang bị mụn đầu đen nghi mụn. Hồi nãy Sen có nói là dạo này bị mụn đầu đen hơi nhiều. Cho nên là ở đây là cũng là một sản phẩm nó sẽ giúp loại bỏ những cái loại mụn đó luôn. Đó. Rồi trong một cái set này á thì nó sẽ có cái kem ngừa mụn và cái gel trị sẹo luôn. Có nghĩa là ví dụ như mày mày nghĩ là chỗ đó mày sắp lên mụn, mày phải cảm giác được á thì mày là bôi mình cái luôn. Đúng rồi, mày bôi cái kem này vô. Thì còn cái này là nó là gel trị sẹo, thì có nghĩa là mày khi mà mày bị mụn rồi mà mày đi nặng á thì mày bị sẹo á thì mày sẽ bôi cái này lên, thì nó sẽ giúp cho xe cái thâm cũng như là làm giảm mờ thâm luôn đó. Rồi đồng thời là nó brand Việt Nam hả bé? Đúng rồi, brand này là brand của Việt Nam. Cái video trước á thì Tiên cũng đã review một cái kem chống nắng của cái nhãn này rồi. Thì bây giờ Tiên sử dụng cho chống nắng mà Tiên rất là thích, cho nên là Tiên muốn
kiểu phải thử những cái sản phẩm khác nữa thì Tiên mới mua cái sản phẩm chống nắng hồi đợt mày đi Nha Trang đúng rồi đó okay. Đó rồi tiếp theo là có một cái collagen này nữa thì nó sẽ giúp cho công dụng là thanh nhiệt giải độc, là tăng cường chức năng gan cũng như hỗ trợ các triệu chứng sạm da nè. Sạm da là sao? Tôi nghĩ mày uống hợp không phải có là sao vậy nó không sạm đâu, đây là do chỉnh hả? Tiên phải chỉnh lại cái màu như cái màu máy bị hư rồi chứ không phải là da. Không nhưng mà bây giờ tự nhiên cái nãy cái nó sạm chứ giờ ok nè. À, mới uống một viên à mới uống viên vô trời ơi uống viên vô mà vậy luôn hả bé, hay quá. Cái sản phẩm này á, nó còn giúp cân bằng độ pH trên da nữa, cho nên là rất phù hợp với những loại da nhạy cảm như là da của Tiên. Cho nên là mọi người, Tiên highly recommend mọi người những cái bạn nào mà đang có phải điều trị mụn cũng như là đang sợ là phải bị lên mụn nhiều hoặc là có nhiều vết thâm. Đây là một sản phẩm cực kỳ phù hợp với mọi người luôn nha. Cho nên là Tiên highly recommend. Tiếp theo cho mọi người, giờ này Kenna chất favorite toàn là skin care thôi. Thì không có makeup nhiều nữa, không biết sao nữa. Giờ này rất là thích cái cảm giác mà mình là một người rất là mộc mạc mà đẹp tự nhiên. Thì Shanel xinh đẹp là được rồi mọi người không có cần thấy đâu. Thì đây mọi người, cái này hình như Shanel cũng review cho mọi người rồi luôn á. Đúng ở rồi. Trên Facebook, Instagram này nọ, không biết YouTube có nói chưa nữa, nhưng mà Shanel rất thích cái này luôn. Tại cái này á là một cái dạng mà là all in one dầu á, là kiểu dầu vừa dưỡng body, dưỡng mặt, dưỡng tóc này nọ nữa. Shanel chỉ dùng chính là cho tóc thôi, tại nó rất là thơm luôn, mày thơm lắm luôn á. Đúng rồi, Tiên biết cái này mà. Cái này mình sức lên mà, người mình cũng được nữa. Có nghĩa là da mình hôm đó mà có khô á thì mình để nó là dầu, cho nên là mình sức giống như cái là cái này cũng dưỡng luôn cho mấy đúng cái rồi. Cuticle stay chân của mình đúng nữa rồi. Mà thích nhất là dưỡng cho tóc. Của brand là Nux nha mọi người, multi-purpose dry oil face body and hair. Ok, sản phẩm tiếp theo là sản phẩm thứ ba của Tiên trong list tháng vừa rồi là sản phẩm Foreo Bearmint. Thì sản phẩm này thì Tiên đã review quá là nhiều lần ở kể cả trên YouTube cũng như là Instagram và TikTok rồi. Thì đây là một cái sản phẩm của nhà Foreo và giúp nâng cơ cho mọi người. Nó sẽ đi cái điện sóng từ bên trong nè. Khi mà mọi người đẩy cái này lên cơ mặt vậy thì nó giúp cho mọi người nâng cơ cũng như là chống lão hóa. Và đặc biệt á, là sản phẩm này có cái anti-shock system, có nghĩa là nó không có không nhiệt điện đúng hả? Rồi chứ phải chung đúng không, ý là nó có cái điện sóng từ trong này, nó có microcurrent là sóng từ, nhưng mà nó mình đi á thì nó sẽ không có bị cảm giác thì nó cũng hơi tê, nhưng mà nó không phải là nó bị giật, mà là nó là có cái sóng từ này giúp cho cái mặt mấy thon gọn hơn và nâng cơ đó, chứ không phải là giật nha. Cái này giật quá. Thường á thì mày không, thường mình nếu mà mày đi spa á, thì mày sẽ thấy là có những cái máy như thế này đúng không, mày làm facial á, có mấy cái máy người ta chạy đúng rồi đó. Thì cái này nó sẽ tiết kiệm là mỗi lần, thay vì mỗi lần mày đi spa thì mày có thể đi spa tại nhà luôn, sử dụng cái máy Bearmint này thì mày có thể kiểu nâng cơ, tại vì độ tuổi của mình trở đi thì là mình cần. Mày có mọi người, Tiên 25 rồi đó, xin mấy. Ủa chứ mày không, 24 mà cũng vậy à, cũng sốc mà không khác không, gì á. Không thiệt, thế già rồi á. Hôm bữa tao có nghe nói là kiểu sao ta, mình bắt đầu mình chống lão hóa từ bây giờ thì mình sẽ giữ mãi cái đúng rồi, đúng rồi. Này. Chứ đúng nếu rồi. Mà ví dụ như để 5 năm nữa mới bắt đầu thì là mình sẽ mãi mãi 30. Thật ra là sau 20 tuổi á là Tiên nghĩ là, dạ là chống lão hóa là nên rồi á. Ý là mọi người cũng nghĩ là hai mấy còn trẻ mà chưa, nhưng mà thật ra là khi mà mọi người sử dụng từ bây giờ thì mọi người sẽ thấy cái hiệu quả sau này. Thôi mà ráng đi, bây giờ 10 năm, 20 năm nữa mình phải vẫn giống vậy. Không, okay, mà thì mọi người đi ra mặt một lần là cũng mấy triệu rồi. Mát lắm á. Cho nên là mọi người sẽ sử dụng cái này với lại cái chai serum. Đúng rồi đó, thì mọi người sử dụng cái combo này, mọi người để cái này lên mặt trước, mọi người thoa, sau đó mọi người đi cái này thì là nó sẽ giúp hoàn toàn. Là serum đi kèm đúng không? Đúng, nó sẽ có serum đi kèm với cái máy này luôn. Đây tiếp theo là một cái body lotion nha mọi người. Mọi người có, dạo này Shanel rất thích Love and Beauty Planet luôn. Tại vì là hôm trước Shanel có mua nguyên một bộ set luôn. Là cái chai dầu gội, chai dầu xả, chai dầu tắm với cái chai này luôn á. Thơm luôn á, cái này là mùi kiểu tay nó giống mùi dừa á. Thì sức lên nó thấy nó rất là mịn trên da của mình luôn. Nhưng mà xài mấy cái này á, tao thấy tao sẽ thiên về là tao thích cái mùi hơn. Tại vì tính ra thì cái nào dưỡng ẩm nó cũng sẽ cấp ẩm. Đối với tao, tao cảm thấy là nó cũng tương tự như nhau. Thì là quan trọng là mình muốn thơm á, cái người thơm á thì mọi người nên xài cái này thử. Với lại chung cái dòng này mọi người là gội đầu á thơm thật sự luôn á. Thơm thiệt. Nguyên ngoài nhà ta Nguyên gội đầu á mà rồi. Là nó thơm bay ra bên ngoài luôn á. Cái này là Tiên biết cái nhãn này là từ Nguyên, tại vì Nguyên mang một cái thùng qua luôn á mọi người. Quá trời mùi khác nhau luôn. Tiên xin cho anh xin thử thì Tiên rất là thích. Thơm lắm mọi người. Tiên rất là thích. Không mà thấm nhanh nha.
tắm rất là nhanh luôn á. Không biết là okay, ta cảm thấy dưỡng ẩm nào á cũng dưỡng hết. Có mấy cái nó sẽ sâu hơn nhưng mà ý là chính thì ta muốn nó thơm. À vậy hả? Cho... Vậy là mày thích mùi nhiều. Thích mùi nhiều. Nhưng mà đôi khi có những cái nó mùi hơi gắt. Khi tắm á. Nên là ta quan trọng cái mùi thơm. Yeah, sợ. Mọi người sẽ giỡn. Không có thiệt á. Không có giỡn nha ba. Ok rồi, tiếp theo của Tiên á là sản phẩm này cũng là mua bên Thái luôn. Mọi người này là quá nổi tiếng với mọi người rồi, chắc đây, cũng không. Mọi người nói này. Ừ, đây. Nó cũng không cần giải thích nữa thì đây là sản phẩm của 3CE. Cái màu mà Tiên sử dụng là màu rose beige. Đó. Cái màu này là Tiên dạo này sử dụng rất là nhiều và cũng như là giá thì cũng rất là ok đó. Đúng rồi, nhưng mà cái đó cái chất lượng sản phẩm thì rất là tốt cho nên là cháy lên màu nó rất tự nhiên luôn á. Tại vì Xin thường sẽ đánh lố tay lắm thì tao thích kiểu cho nó quá là ngại luôn á. Xong rồi ra đường một ngày từ từ nó sẽ bay bớt. Nhưng mà này đánh nhiều nó cũng không bị lên lố quá là vẫn rất là tự nhiên. Với lại cái sản phẩm này thì dạo này đang rất là hot trên Shopee cho nên nếu mọi người muốn thì có thể lên đó mua nha. Ok. Đó chứ mọi người, cái cuối cùng của Sen nữa là cái kem chống nắng nha mọi người. Cái này là Pure Shots của YSL. Đợt trước là Sen dùng thử chung với lại cái serum Pure Shots. Cái đó thấy xài cũng đã lắm. Cái này là cái kem chống nắng Eritin UV Defender, cũng là 50 cộng nha mọi người. Thì như Sen nói về skincare nhiều thì là mình sẽ kem chống nắng. Rồi biết hồi bữa ta nói chuyện với Nguyên á, mà là kiểu Nguyên nói là người ta không phải giống như ta luôn. Thì tối nay hôm nay chị sớm đi làm mệt quá rồi sức chống nắng nữa. Về nhà ngủ trưa. Về nhà ngủ trưa rồi qua nhà chị chơi rồi nọ. Nghe nó không phải là mình thế nào. Xem này khác mọi người. Xem bây giờ là con người công sở nha, đi làm đàng hoàng nha. Sợ gì không sợ lắm mọi người ơi. Cuối tuần cũng đi làm nha. Hồi nãy mới đi làm xong mới qua đây nè mọi người. Cái chống nắng thấy rất là mỏng luôn mọi người. nó không có bị bết dính. Đúng rồi, hơi bết dính. Như là cái mùi thơm. Tiên cũng quá nhiều đúng không? Đúng rồi, cái mùi thơm. Ok, vậy là sản phẩm cuối cùng của Tiên đó chính là sản phẩm này từ nhà Fresh. Thì focus, ok. Thì cái sản phẩm này là một cái sản phẩm mà Tiên mua được ở bên Thái Lan khi vừa rồi Tiên vừa mới đi du lịch Thái Lan xong. Và đây là một cái sản phẩm mà Tiên mua thử thôi tại vì cũng chưa có biết là sử dụng nó có I tốt hay không. Fresh. Nó cái dưỡng môi của nó nổi ha. Fresh cũng có một cái sữa mặt mà nổi lắm luôn á. Là cái sữa mặt mà là đậu nành á. Mà đó tao xài cái đó lúc mà từ hồi có 12 lần. Cái thời mà là rất là mê mỹ phẩm xài cái đó. Với lại Fresh. Không, không cũng vẫn mê nhưng mà hồi đó mê nhiều giữa mê mà là thật sự tìm hiểu mê đúng luôn. Rồi. Còn bây giờ mê là mê theo cái kiểu mà là cái gì cần á thì sẽ mới tìm hiểu thôi. Còn đó là kiểu giống như là thật sự là đam mê là tìm hiểu những cái mới, thử những cái mới nọ. Còn bây giờ lười không có thử nhiều. Chỉ là cái nào ví dụ mình cảm thấy cần hay thích hay thú vị thì sẽ mới. Hoặc là cái nào mà họ hot lắm thì mới mua về xài thử thôi đúng không? Cái sản phẩm này thì Tiên khá là thích tại vì nó giúp cho cung cấp độ ẩm rất là tốt. Tại vì da Tiên khá là khô cho nên là mỗi khi mà trong ngày mà da khô thì xịt lên. Hoặc là trước khi mà make up á, thì muốn có một cái base dưỡng ẩm á, thì Tiên cũng xịt cái này lên để có một cái độ ẩm nhất định. Thì fresh rất là skin care rất là ok luôn á. Các bạn nào hoa hồng cũng đã lắm. Đúng rồi. Cái ví ở đó rồi, có cái hoa hồng trong, luôn. Nó thật sự là cái cuối cùng của Shen. Là Nguyên. Đây Nguyên ơi. Là Nguyên đấy. Đây là 7 cái rồi. Nói gì 7 gì? 7 gì nào? Nguyên 6 nữa. 6 hả? Nguyên hả? Cái cuối cùng của xe là cái kẹp mi của Dear Dahlia nha mọi người. Dear Dahlia đúng không? Dear Dahlia. Dear Dahlia là chết không à. Dear Dahlia. Xin thấy cái này luôn á. Tại hôm trước á, Tiên cũng chỉ cho Xin xài nữa. Cái này là mình được brand tặng. Đúng rồi. Nhưng mà Tiên nói xài thích lắm. Nên lấy xài thử nó bấm mà nó công thật sự luôn á. Công cả ngày luôn á. Tại đợt trước á, Xin chỉ xài cái bấm của Kim Nghĩa thôi. mà nó không có công lắm. Nhưng mà cái này nha, rẻ hơn su. Nhưng mà su không bằng cái này luôn. Hả? Su mới rẻ. Không. Không bán. Cái này là bán. Tao có thử cái đồ bấm của nhỏ em tao rồi. Nó không có. Su mua rẻ. Nó không có công. Tiên mua su mua rẻ tại vì Tiên nghe quá nhiều review. Mọi người khen quá nhiều. Ok, mua thử, xài thử. 700 ngàn không có rẻ đâu. Tao có xài cái nào mà là của nội địa Trung á, cái màu hồng mà bấm á. Cái đó nó cũng công thiệt nhưng mà nó hơi khó xài một tí, nó dễ bị hư thôi. Nhưng mà không, cái này công lắm luôn á mọi người. Công thật mà công rất thật impressive luôn á, nói chung là rất là bất ngờ. Bán không? Không thấy bán nhưng mà mọi người lên, mọi người cứ lên thử website xem thử. Tại vì cái này thì ở thị trường Việt Nam thì ở trong Beauty Box á, bữa Tiên coi thì là không có bán cái này. Thôi mọi người xài kiểu nghĩa nè. Cho nên là nếu mà
để Tiên xem thử xem là nếu mà website của Didalia có bán thì Tiên sẽ link cho mọi người. Ok, vậy là đã hết cái favorite tuần này của Tiên và Shane rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã enjoy cái video xàm này. Nói hơi và Shane có muốn đôi lời muốn nói gì không? Thì chúng nói mọi người đó là chúc mọi người một mùa hè vui vẻ mọi người. Gì hả? Ờ, hè mà đúng không? Hè. Trời, không nhớ tới hè, không có hè luôn á. Mà nghe nói là mọi người nghỉ hè ít và đi học lại cũng khá sớm, đúng không? Nên mong mọi người có thể enjoy được hết cỡ mọi người có thể cho mùa hè này. Ai có đi Phú Quốc thì mọi người ghé tiệm bánh Bread Talk nha, tại vì sắp khai trương rồi. Còn mọi người đi trong thành phố thì mọi người cũng ghé luôn nha. Có tới 10 mười mấy cửa hàng ở thành phố Hồ Chí Minh lận nha mọi người. Không có gì hả? Vậy mọi người nhớ tới The Space luôn nha mọi người. Ở sắp tới Shane cũng sắp. À, đúng rồi. Sắp đúng rồi, Shane muốn nói, đúng rồi, vậy Shane muốn nói cho mọi người là sắp tới sẽ có một cái brand khác mà là dạng một brand con của Queen Couture. Thì là sẽ có những cái bộ đồ affordable hơn nhưng mà về mà về chất lượng và mẫu mã thì vẫn là những cái rất đẹp theo những style Shane thích. Và không phải là affordable thì là sẽ đi đôi với cái chất lượng khác, nhưng mà chất lượng cũng sẽ rất tương tự với Queen Couture. Nhưng mà tại vì Shane thấy rất nhiều bạn luôn á nói với tao á là muốn mua lắm nhưng mà không biết ôm mắc quá nữa, các bạn trôi cái quay quá trời luôn. Nên là thôi, có thêm một brand mới cho mọi người cùng ủng hộ luôn hai brand và sẽ có mặt ở The Space. Cho nên là mọi người hãy đón chờ cái project này của tụi mình vào tháng 8 nha. Ok, bye bye, hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo. Bye bye.